Từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xảy ra một đợt mưa từ 100 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm, mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ trong ngày và đêm nay. Tây Bắc Bộ từ tối nay đến đêm 8 tháng 9 có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại tỉnh Hưng Yên, bắt đầu từ tối và đêm qua, mưa và gió mạnh lên, đặc biệt là tại các huyện khu Bắc tỉnh như Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hảo có lượng mưa lớn hơn, một số cây xanh tại thành phố Hưng Yên đổ gãy. Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên có công điện khẩn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số nội dung sau: vận hành hết tất cả các máy bơm tiêu nước để bơm tiêu nước ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, không để xảy ra úng ngập cho sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, đô thị và dân sinh trên địa bàn tỉnh.